80. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi kinh hành ở đường kinh hành không bằng phẳng, các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm cho bằng phẳng. 81. Đường kinh hành có nền thấp nên bị ngập nước, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao. Nền móng bị đổ xuống, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, Ta cho phép ba loại bậc thang Bậc thang bằng gạch Bậc thang bằng đá Bậc thang bằng gỗ Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang Các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn Này các tỳ khưu Ta cho phép thực hiện lan can để vịnh 82 Vào lúc bấy giờ Các tỳ khưu trong khi đi kinh hành Ở đường kinh hành bị té các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện Tây Vịnh ở đường Kinh Hành. 83. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi Kinh Hành ở ngoài trời bị mệt mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện nhà đi Kinh Hành. Trác cỏ và bụi bặm rơi vào trong nhà đi kinh hành. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chạy kính mái và thực hiện việc tô vữa bên trong và bên ngoài, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sao mắng y, dây treo y. 84. Vào lúc bấy giờ, phòng tắm hơi có nền thấp nên bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao. Nền móng bị đổ xuống, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang, bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ. Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lan can để vịnh. Phòng tắm hơi không có cửa, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện cửa, trụ cửa, rảnh xoay, chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt phụ, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, dây thần để luồn qua. Chân tường của phòng tắm hơi bị hư hỏng các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây mô tròn. Phòng tắm hơi không có ống thông khói. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện ống thông khói. 85. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu làm chỗ đốt lửa ở giữa phòng tắm hơi có khuôn viên hẹp, lối đi lại không có các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm chỗ đốt lửa ở một bên phòng tắm hơi có khuôn viên hẹp. Ở giữa phòng tắm hơi có khuôn viên rộng. Trong phòng tắm hơi, ngọn lửa làm phỏng mặt các tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng đất sét bồi ở mặt các vị dùng tay nhồi ướt đất sét Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn Này các tỳ khưu Ta cho phép sử dụng máng đựng đất sét Đất sét có mùi hôi Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn Này các tỳ khưu Ta cho phép ủ đất sét 86 Vào lúc bấy giờ ở trong phòng tắm hơi ngọn lửa làm phỏng thân thể các tỳ khưu, các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép mang nước lại. Các vị mang nước lại bằng nắp bình bát và bằng bình bát. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng vài chứa nước và gáo múc nước. Phòng tắm hơi lợp cỏ không làm tiết ra mồ hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép che kính mái, rồi tô vữa bên trong và bên ngoài. Phòng tắm hơi bị ẩm ướt, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép lót nền bằng ba loại nền. Nền gạch, nền đá, nền gỗ phòng tắm hơi vẫn còn bị ẩm ướt các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu ta cho phép rửa sạch nước còn động lại các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu ta cho phép làm rảnh thoát nước 87 vào lúc bấy giờ các tỳ khưu ngồi xuống trên nền đất của phòng tắm hơi tay chân bị trầy trụa các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn Này các tỳ khưu ta cho phép sử dụng ghế ngồi ở phòng tắm hơi 88. vào lúc bấy giờ phòng tắm hơi không được rào lại các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn nay các tỳ khưu ta cho phép rào quanh bằng ba loại hàng rào hàng rào bằng gạch, hàng rào bằng đá, hàng rào bằng gỗ. Không có nhà kho chứa đồ, có ta cô. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện nhà kho chứa đồ. Nhà kho chứa đồ có nền thấp, nền bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao nền móng bị đổ xuống, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, Bậc thang bằng gỗ Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn Này các tỳ khưu Ta cho phép thực hiện lan can để vịnh Nhà kho chứa đồ không có cửa các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện cửa, trụ cửa, rảnh xoay, chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt phụ, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, dây thừng để luồn qua. 89. Vào lúc bấy giờ, trác cỏ và bụi bặm rơi ở nhà kho chứa đồ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép che kính mái và thực hiện việc tô vữa bên trong và bên ngoài. Việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sao mắng y, dây treo y. Căn phòng bị ẩm ướt, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát. Các vị không thành công, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến. Nước còn động lại, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm rảnh thoát nước. 90. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đang ở trần đảnh lễ vì ở trần. Đang ở trần đảnh lễ vì không ở trần đang ở trần, bảo vị đang ở trần đảnh lễ. Đang ở trần, bảo vị không ở trần đảnh lễ. Đang ở trần, phục vụ vị ở trần. Đang ở trần, bảo người khác phục vụ vị ở trần. Đang ở trần, dân đồ cho vị ở trần. Thọ nhận lúc đang ở trần, nhai lúc đang ở trần, ăn lúc đang ở trần, ngủ lúc đang ở trần, uống lúc đang ở trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, vị đang ở trần không nên đảnh lễ vị ở trần, đang ở trần không nên được đảnh lễ. Đang ở trần không nên bảo vị khác đảnh lễ vì ở trần. Đang ở trần không nên bảo vị khác đảnh lễ. Đang ở trần không nên phục vụ vì ở trần. Đang ở trần không nên bảo vị khác phục vụ. Đang ở trần không nên dân đồ cho vị ở trần. Không nên thọ nhận lúc đang ở trần. Không nên nhai lúc đang ở trần. Không nên ăn lúc đang ở trần. Không nên ngủ lúc đang ở trần. Không nên uống lúc đang ở trần. Vị nào uống lúc đang ở trần thì phạm tội đút kata tức tác ác. 91 Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để y xuống trên nền đất của phòng tắm hơi. Y bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sao mắng y, dây treo y trong phòng tắm hơi. Lúc trời mưa, mưa rơi ở y, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện gian nhà lớn ở phòng tắm hơi. Gian nhà lớn ở phòng tắm hơi có nền thấp, nền bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao. Nền móng bị đổ xuống, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lan can để vịnh. 92. Vào lúc bấy giờ, trác cỏ và bụi bặm rơi vào trong gian nhà lớn của phòng tắm hơi các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu ta cho phép che kính mái và thực hiện việc tô vữa bên trong và bên ngoài việc sơn màu trắng sơn màu đen trét màu đỏ trang hoàng hình vòng hoa trang hoàng hình tua chốt treo bằng răng cá kiếm vải trang hoàng năm loại sao mắng y dây treo y. 93. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại khi làm công việc kỳ cọ lưng ở trong phòng tắm hơi, ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại tấm choàng. Tấm choàng ở phòng tắm hơi, tấm choàng ở trong nước và tấm choàng bằng vải. 94. Vào lúc bấy giờ, trong phòng tắm hơi không có nước, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giếng nước. Thành giếng bị sụp đổ, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại thành giếng. Thành giếng bằng gạch, thành giếng bằng đá, thành giếng bằng gỗ. Giếng nước có nền thấp, Nền bị ngập nước, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao. Nền móng bị đổ xuống, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang. Bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ. Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lan can để vịnh. 95. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu kéo nước lên bằng dây rừng, bằng dây buộc thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dây thừng để kéo nước. Hai bàn tay bị đau, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cần giọt, cần trục quay, bánh xe rồng rọc các thùng kéo nước bị bể nhiều các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu ta cho phép ba loại gào kéo nước gào bằng thiết gào bằng gỗ loại có gắn các sợi da thuộc 96 vào lúc bấy giờ các tỳ khưu trong khi kéo nước ở ngoài trời bị mệt mỏi vì lạnh và nóng các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện gian nhà ở giếng. Rác cỏ và bụi bặm rơi vào trong gian nhà ở giếng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép che kính mái và thực hiện việc tô vữa bên trong và bên ngoài, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt trèo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sao mắng y, dây treo y. 97. Vào lúc bấy giờ, diễn không được che đậy, khiến rác cỏ, bụi bặm luôn cả vật giờ rơi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu ta cho phép thực hiện nắp đậy. 98. Vào lúc bấy giờ, vật chứa nước không có, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng máng đựng nước, chậu đựng nước. 99. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tắm ở nơi này nơi kia trong khuôn viên tu viện. Tu viện trở nên lầy lội, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ-khưu, ta cho phép thực hiện hồ nước để tắm. Hồ tắm lại trống trải, các Tỳ-khưu hổ thẹn khi tắm, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ-khưu, ta cho phép rào quanh bằng ba loại rào trắng. Rào trắng bằng gạch Rào trắng bằng đá, rào trắng bằng gỗ. Hồ tắm bị lầy lội, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép lót nền bằng ba loại nền: nền gạch, nền đá, nền gỗ. Nước còn động lại, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, Ta cho phép làm rảnh thoát nước. 100. Vào lúc bấy giờ, cơ thể của các tỳ khưu bị lạnh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc làm ráo nước và lau khô cho dù chỉ bằng miếng vải. 101. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ có ý định cho xây dựng hồ trữ nước nhằm sự lợi ích của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, ta cho phép thực hiện hồ trữ nước. Thành của hồ trữ nước bị sụp đổ, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại thành, thành bằng gạch, thành bằng đá, thành bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang, bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ. Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lan can để vịnh. Nước trong hồ trữ nước bị ôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ống dẫn nước, ống tháo nước. 102. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ có ý định tự tay thực hiện phòng tắm hơi có mái vòng cung, Nilekham, nhằm sự lợi ích cho hội chúng tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện phòng tắm hơi có mái vòng cung. 103 Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư lìa xa tọa cụ trong bốn tháng các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu không nên lìa xa tòa cụ trong bốn tháng vị nào lìa xa thì phạm tội đút kata tức tác ác một trăm lẻ bốn vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư nằm trên những chỗ nằm có rải hoa dân chúng trong khi dạo quanh tu viện nhìn thấy nên phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại nằm trên những chỗ nằm có rải hoa giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu, không nên nằm trên những chỗ nằm có rải hoa. Vị nào nằm thì phạm tội đút ca tà, tức tác ác. 105 Vào lúc bấy giờ, dân chúng đi đến tu viện mang theo dầu thơm và vòng hoa. Các tỳ khưu trong khi ngần ngại nên không thọ lãnh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi nhận dầu thơm rồi, thì in dấu năm ngón tay lên cửa. Kavate can Gulikam Datum Và sau khi nhận hoa rồi, thì đem đặt ở một góc ở trong trú xá. 106 Vào lúc bấy giờ, có tấm thảm len đã phát sanh đến hội chúng các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu ta cho phép sử dụng thảm len khi ấy các tỳ khưu đã khởi ý như vậy thảm len nên được chú nguyện để dùng riêng adikta tắp hay là nên được chú nguyện để dùng chung vi cappe tắp bàm các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu Thảm lèn không nên được chú nguyện để dùng riêng, không nên được chú nguyện để dùng chung. 107 Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư thọ thực dựa vào gối kê được rắc dầu thơm, Ashita Kubadane. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại thọ thực dựa vào gối kê được rắc dầu thơm, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu không nên thọ thực dựa vào gối kê được rắc dầu thơm. Vị nào thọ thực thì phạm tội đút kata, tức tác ác. 108 Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Vị ấy trong khi ăn, không thể kiềm giữ bình bát bằng tay được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giá đỡ bình bát. Malorikam